Dạ, Ngọc Lâm xin kính chào quý vị khán giả đã trở lại với kênh Thầy Giáo Sa Lan ạ. Một ngày mới, Ngọc Lâm xin chúc quý vị khán giả luôn an vui, hạnh phúc và nhiều năng lượng nhé. Dạ, hôm nay Ngọc Lâm muốn chia sẻ với quý vị khán giả một bài hát mới để mà chia buồn tới gia đình của ca sĩ Vân Quang Long. Thì những ngày vừa qua đó quý vị khán giả, thì trên tất cả các mạng truyền thông và có thông báo về cái sự ra đi đột ngột của ca sĩ Vân Quang Long khiến cho khán giả và các nghệ sĩ rất là tiếc thương. Thì hôm nay vợ chồng Ngọc Lâm có viết một bài hát để mà tiễn ca sĩ Vân Quang Long về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì đó là bài hát mang tên là Tiếc Thương Ca Sĩ Vân Quang Long. Tiếp theo nhạc của bài hát Về Đâu Mái Tóc Người Thương của cố nghệ sĩ nhạc sĩ Hoài Linh. Thì bây giờ Ngọc Lâm xin được phép hát ạ. Lòng bỗng đau buồn khi biết tin người thương kẻ khóc miền xa vời. Ngày đó anh thường dâng tiếng hát, tiếng tăm vang vọng xa, bài ca thuở xưa mãi nhớ. Người hỡi anh về nơi chốn nào, mùa xuân chạm ngó người vui vầy. Đàn én nô đùa bay khắp nẻo, vắng anh đâu còn vui, lời ca như khúc tiêu sầu. Anh đi sao mà nhanh vội quá, cứ ngỡ giấc chim bao. Người ơi đất thơ duyên bởi đâu, đứa con thơ trông chờ vợ mong nhớ lắm. Cớ sao chia lìa giờ cuối năm rồi anh biết không, bàn chân chân thế mọi bao ngày. Dừng bước anh về yên nghỉ nhé, tiếc thương xin nguyện anh ở nơi chốn ấy an lành. Lòng bỗng đau buồn khi biết tin người thương kẻ không miền xa vời. Ngày đó anh thường dâng tiếng hát, tiếng tăm vang vọng xa, bài ca thuở xưa mãi nhớ. Người hỡi anh về nơi chốn nào, mùa xuân chạm ngó người vui vầy. Đàn én nô đùa bay khắp nẻo, vắng anh đâu còn vui, lời ca như khúc tiêu sầu. Anh đi sao mà nhanh vội quá, cứ ngỡ giấc chim bao. Người ơi đất tơ duyên bởi đâu, đứa con thơ trông chờ vợ mong nhớ lắm. Cớ sao chia lìa giờ cuối năm rồi anh biết không, bàn chân trần thế mọi bao ngày. Dừng bước anh về yên nghỉ nhé, tiếc thương xin nguyện anh ở nơi chốn ấy an lành. Anh đi sao mà nhanh vội quá, cứ ngỡ giấc chim bao. Người ơi đất tơ duyên bởi đâu, đứa con thơ trông chờ vợ mong nhớ lắm. Cớ sao chia lìa giờ cuối năm rồi anh biết không, bàn chân trần thế mọi bao ngày. Dừng bước anh về yên nghỉ nhé, tiếng thương anh nguyện anh ở nơi chốn ấy an lành.
chốn ấy an lành. Dạ, Ngọc Lâm xin được kết thúc cái bài hát tại đây. Xin Ngọc Lâm xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của ca sĩ Vân Quang Long cùng tất cả các nghệ sĩ và quý khán giả. Thì Ngọc Lâm thời đó cũng rất là yêu thích ca sĩ Vân Quang Long với những cái bài hát rất là nổi tiếng, đó là Nợ Duyên này, hoặc là bài Bởi Tin Lời Thề này. Đó thì cái hồi về học cấp 3 mới lớn lên của thế hệ 7X, 8X, 9X á, là hình như là ca sĩ Vân Quang Long rất là được yêu thích, hát cùng với Cẩm Ly này, rồi hát cùng với nhóm 1088 này, thì rất là được yêu thích, và giọng ca của ca sĩ Vân Quang Long cũng rất là hay. Thì mấy hôm vừa rồi Ngọc Lâm nghe tin của ca sĩ Vân Quang Long mất thì cũng rất là bàng hoàng, cảm thấy buồn và tiếc thương, tại vì anh cũng còn rất là trẻ, mới sinh năm 79 thôi. Thì cái sự ra đi đột ngột của anh cũng làm cho vợ con, gia đình, rồi các nghệ sĩ, ca sĩ và các quý vị khán giả yêu thương rất là thương xót. Đó thì hôm nay vợ chồng Ngọc Lâm đã viết bài hát này để gửi tặng tới chia buồn tới gia đình và gửi tặng tới linh hồn của anh ca sĩ Vân Quang Long. Mong anh là sẽ ra đi an nghỉ và an lành tại nơi chín suối. Ngọc Lâm rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video, và mong quý vị khán giả hãy chia sẻ video này đến tất cả mọi người nhé, để cho cái sự ra đi của Vân Quang Long được an ổn, bình yên. Ngọc Lâm xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Hẹn gặp lại ở video lần sau ạ.